Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2015 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Thị xã Ba Đồn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 năm 2015. Huyện Minh Hóa hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng để thực hiện các mô hình chăn nuôi bò lai sinh. Chuyên mục Khoa đời thường với phóng sự về tấm gương người cán bộ mặt trận tận tụy với dân. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2015. Trong tháng 8 năm 2015, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Ba Đồn có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững. Tổng giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng 8 thực hiện được hơn 687 tỷ đồng, đạt 63,7% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 8 đạt trên 179 tỷ đồng. Về nông nghiệp, lúa hè thu đã trổ đạt 100% diện tích gieo cấy. Hiện nay, bà con nông dân đang tiến hành thu hoạch. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt gần 1.600 tấn. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai. Đặc biệt, thị xã đã và đang tập trung chỉ đạo xã Quảng Tiên để nhanh việc hoàn thành tiêu chí còn lại để đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới trong năm 2015. Công tác giáo dục y tế và chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm. Trong tháng 9 và những tháng tiếp theo của năm 2015, thị xã Ba Đồn tiếp tục khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai thu hoạch lúa vụ hè thu và có kế hoạch sản xuất cây vụ đông. Đôn đốc chỉ đạo các xã tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, chủ động chuẩn bị tốt các phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2015. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy vừa phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tai nạn xã hội năm 2015. Tại hội nghị, các học viên đều triển khai một số nội dung về thông tư liên tịch quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng cai nghiện ma túy. Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng giai đoạn 2012-2015. Hướng dẫn xác định người nghiện, xét nghiệm tìm chất ma túy, tư vấn sức khỏe và dự phòng tái nghiện, cách điều trị cắt cơn, giải độc và điều trị bệnh nhiễm trùng cơ hội cho người nghiện ma túy, sử dụng và điều trị nghiện các chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các học viên làm tổ công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện, nâng cao kiến thức và năng lực thực hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Để thực hiện tốt công tác thu bảo hiểm y tế học sinh năm học 2015-2016, vừa qua, Bảo hiểm xã hội huyện Bố Trạch đã tổ chức tập huấn đại lý thu bảo hiểm y tế học sinh và giao dịch hồ sơ thu bảo hiểm y tế qua mạng Internet. Tham gia lớp tập huấn có gần 200 học viên là cán bộ phụ trách công tác thu bảo hiểm y tế học sinh tại các trường học trên địa bàn huyện Bố Trạch. Các học viên được Bảo hiểm xã hội huyện Bố Trạch hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh, mức đóng, phương thức đóng, thủ tục khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung, và giới thiệu về phần mềm giao dịch hồ sơ thu bảo hiểm y tế qua mạng Internet. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi cho đại lý trong quá trình thực hiện nghiệp vụ thu bảo hiểm y tế học sinh theo quy định, thực hiện hiệu quả sử dụng phần mềm Internet trong công tác thu bảo hiểm y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế học sinh trên địa bàn huyện. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm và tặng quà cho cả cựu chiến binh và gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Các đồng chí lãnh đạo Cục Thủy tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho gia đình liệt sĩ Trần Văn Phương một sổ tiết kiệm trị giá 15 triệu đồng và thăm tặng quà cho các cựu chiến binh Mai Văn Hải, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Bá Ngọc. Đây là những cựu chiến binh đã chiến đấu anh dũng trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988. Tổng số tiền thăm trong đợt này được toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động ngành thuế quyên góp để hỗ trợ cho các gia đình cựu chiến binh và gia đình liệt sĩ đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Công ty cổ phần COSEPCO Lê Hòa, huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức lễ trao sổ tiết kiệm trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Lê Hòa. Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, hàng năm, công ty cổ phần COSEPCO Lê Hòa đều trích quỹ phúc lợi để đóng góp xây dựng quê hương với số tiền hàng chục triệu đồng. Hưởng ứng cuộc vận động ngày vì người nghèo, công ty cổ phần COSEPCO Lê Hòa đã trao 4 sổ trợ cấp hàng tháng cho 4 đối tượng là người già neo đơn và trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Với số tiền nhận trợ cấp hàng tháng là 200.000 đồng, được nhận trong 3 năm.
Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của công ty cổ phần Cogeco Lê Hóa nhằm chia sẻ một phần khó khăn giúp các gia đình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 tháng triển khai, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không chỉ nhận được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, mà hơn hết cuộc thi đã góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành, bảo vệ hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phóng sự sau sẽ phản ánh đôi nét về kết quả của cuộc thi này. Cuộc thi viết tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được các cấp các ngành ở tỉnh Quảng Bình triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ công chức viên chức, công nhân viên nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng chấp hành, bảo vệ hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức cuộc thi đã trao thưởng cho 34 cá nhân và 11 giải tập thể. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải phụ cho người dự thi cao tuổi nhất, người dân tộc thiểu số có bài dự thi chất lượng nhất và giải phụ cho người dự thi có bài thi trình bày độc đáo nhất. Sau khi mà ngành nhà trường phát động, tôi cảm thấy đây là một cuộc thi hết sức lý thú và bổ ích cho bản thân mình. Cuộc thi này giúp cho tôi có thể tìm hiểu thêm về hiến pháp và về pháp luật của nước Việt Nam. Trong quá trình tìm hiểu thì tôi cũng đã có những điều gì mà chưa hiểu thì tôi hỏi bạn bè đồng nghiệp của mình, rồi tìm hiểu những người mà có am hiểu về pháp luật và cũng qua sách báo rồi cả qua các tư liệu tài liệu trên internet. Tôi đã hoàn thành được cái bài thi về hiến pháp năm 2013 của mình. Để cuộc thi đạt kết quả cao, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch và tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi của tỉnh. Ngay sau khi thành lập, ban tổ chức cuộc thi đã ban hành thể lệ cuộc thi và công văn về hưởng ứng cuộc thi, đồng thời thành lập ban giám khảo, tổ giúp việc. Ban tổ chức cũng đã tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức hưởng ứng cuộc thi kịp thời, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định. Tính đến thời điểm kết thúc nộp bài dự thi theo thể lệ, 100% địa phương cấp huyện và hầu hết các cơ quan đơn vị cấp tỉnh có người dự thi. Số lượng bài thi tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2015 là 67.500 bài. Trong đó cả huyện, thị xã, thành phố có trên 36.000 bài. Có 35 cơ quan đơn vị cấp tỉnh tham dự với gần 31.400 bài. Cuộc thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân về tìm hiểu hiến pháp và chấp hành tốt hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cái cuộc thi đã được nhân dân các cấp các ngành trong tỉnh hưởng ứng rất là nhiệt liệt. Rất nhiều bài viết gửi đến ban giám khảo là rất công phu và trong đó có trích dẫn nhiều cái nguồn tư liệu chính xác, hấp dẫn, và trong nhiều bài viết là có hình ảnh, và mọi người tham gia ở đủ các tầng lớp khác nhau, từ cán bộ viên chức đến nông dân, học sinh, sinh viên, vân vân, các tầng lớp đều tham gia. Và đáng lưu ý là có nhiều người đã về hưu, nhất là có cụ già trên 80 tuổi cũng rất là trăn trở viết bài tìm hiểu về hiến pháp. Theo như đánh giá của ban giám khảo, hầu hết các bài viết là tương đối chính xác và bài làm là chất lượng rất là khá, rất là tốt. Có nhiều bài là được ban giám khảo đánh giá là cao. Qua gần 4 tháng triển khai cuộc thi viết tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có thể khẳng định cuộc thi đã đạt được mục đích yêu cầu đặt ra. Phần lớn các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc thông qua nhiều hình thức để phát động cho đơn vị địa phương mình tham gia cuộc thi đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Cuộc thi đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Việc tham gia cuộc thi đã giúp mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của hiến pháp, từ đó nêu cao tinh thần thượng tôn, xây dựng thi hành và bảo vệ hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Huyện Minh Hóa hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng để thực hiện các mô hình chăn nuôi bò lai sinh. Chuyên mục Khoa đời thường với phóng sự về tấm gương người cán bộ mặt trận tận tụy với dân.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn đã tổ chức đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thôn Phủ Trịch, xã Quảng Lộc. Năm 2015, Hợp tác xã Phủ Trịch, xã Quảng Lộc là đơn vị được Ủy ban Nhân dân và Phòng Kinh tế thị xã Ba Đồn cho để triển khai mô hình cánh đồng lớn, sản xuất theo quy trình thâm canh lúa cải tiến SRI với diện tích trên 30 ha. Mặc dù thời tiết nắng hạn kéo dài, quá trình sản xuất gặp nhiều khó khăn, nhưng bà con nông dân thôn Phủ Trịch đã chăm sóc tốt những thửa ruộng được thử nghiệm với giống lúa HT1. Năng suất dự kiến trong vụ hè thu này ước đạt trên 54 tạ một hecta. Từ đầu năm đến nay, từ nguồn vốn của chương trình 30A, huyện Minh Hóa đã trích kinh phí hơn 1,7 tỷ đồng để xây dựng các mô hình chăn nuôi bò lai sinh, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Theo đó, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, trong năm 2015, huyện Minh Hóa đã hỗ trợ kinh phí 5 triệu đồng cho các hộ dân có nhu cầu mua bò lai để nuôi sinh sản. Ngoài ra, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Minh Hóa cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, vận động khuyến khích, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Được biết, từ năm 2013, huyện Minh Hóa đã hỗ trợ giống bò lai sinh cho người dân. Đến nay, hầu hết các mô hình đã phát huy hiệu quả, một số gia đình đã xuất bản bê lai và mang lại nguồn thu nhập khá. Bên cạnh đó, huyện Minh Hóa cũng đã trích 100 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình 30A để thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm nhằm tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật giúp người dân nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Quảng Bình có kế hoạch chuyển đổi 720 ha diện tích đất trồng lúa năng suất sản lượng thấp sang trồng các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đến nay, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh đang có những hướng đi tích cực, giúp nông dân làm giàu từ sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng, góp phần quan trọng vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Vụ hè thu và đông xuân 2014-2015, tỉnh Quảng Bình đã chuyển đổi được 720 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác, trong đó chuyển sang trồng ngô 277 ha, đậu xanh 167 ha, dưa hấu 84 ha, khoai lang 74 ha, rau 22 ha. Tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai hỗ trợ giống phân bón kinh phí cho các địa phương. Nhờ vậy, nhiều cánh đồng đạt năng suất cao hơn nhiều so với trồng lúa. Với ưu điểm dễ trồng, cho thu hoạch quanh năm, hiệu quả kinh tế cao, cây vật thủ đang là một trong những loài cây trồng được Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế tỉnh Quảng Bình triển khai xây dựng mô hình tại làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân. Dự án trồng cây vật thủ được Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế Quảng Bình triển khai từ đầu năm 2014. Đến nay, tại làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân đã triển khai trồng hơn 250 gốc cây vật thủ. So với các loài cây trồng khác, cây vật thủ có nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn bởi đây là loài cây dễ trồng và có thể ra quả quanh năm. Quả có thể bảo quản được từ 5 đến 6 tháng. Quả vật thủ ngoài công dụng làm thuốc thì còn có ý nghĩa tâm linh khi cây vật thủ như một loài cây may mắn và mang lại tuổi thọ. Vì vậy, quả vật thủ rất được người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ưa chuộng để mua về trưng trong gia đình vào dịp lễ Tết. Chỉ sau hai vụ thu hoạch, cây vật thủ đã mang lại doanh thu hơn 50 triệu đồng. Với số tiền này, Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế Quảng Bình đã tiếp tục đầu tư để mở rộng mô hình. Thời gian tới, Tổng đội Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế Quảng Bình sẽ có kế hoạch chuyển giao kỹ thuật trồng cây vật thủ cho các hộ gia đình đội viên thanh niên làng thanh niên lập nghiệp Trường Xuân. Những năm gần đây, chính quyền xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch đã tập trung khai thác, đẩy mạnh hoạt động thu mua chế biến thủy hải sản, góp phần đưa kinh tế biển trở thành ngành kinh tế chủ lực của địa phương. Đến nay, sản lượng chế biến thủy sản của toàn xã thực hiện trên 1.000 tấn, đạt 46,3% kế hoạch năm. Cả cơ sở thu mua chế biến thường xuyên cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh cả sản phẩm truyền thống như cá khô, tôm khô, nước mắm và hải sản đông lạnh, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Nhiều cơ sở doanh nghiệp chế biến thủy hải sản đã đầu tư dây chuyền sản xuất, công nghệ hiện đại, tạo ra những sản phẩm chất lượng, có thương hiệu như nước mắm Quy Đức, hải sản đông lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phước Sang. Thời gian tới, chính quyền xã Đức Trạch tiếp tục xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở thu mua, chế biến thủy hải sản theo hướng hiện đại, chất lượng, tập trung đầu tư dịch vụ hậu cần nghề cá, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Sở Công Thương Quảng Bình vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Diễn Hồng tổ chức khai trương điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt tại huyện Minh Hóa. Mô hình điểm bán hàng Việt tại siêu thị Diễn Hồng, thị trấn Quy Đàn, huyện Minh Hóa được Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình chọn là mô hình thí điểm đầu tiên được xây dựng. Điểm bán hàng Tự hào hàng Việt có quy mô rộng, hàng hóa dồi dào phong phú với 100% hàng hóa là hàng Việt Nam chất lượng cao. Điểm bán hàng sẽ góp phần giúp người tiêu dùng trên địa bàn huyện Minh Hóa nhận thức đúng về chất lượng hàng Việt, khả năng cung ứng về dịch vụ hàng hóa, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn hàng, từ đó góp phần bình ổn thị trường trên địa bàn huyện.
Sáng nay ngày 6 tháng 9 tại thành phố Đồng Hới, khối thi đua các ngành kinh tế kỹ thuật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức bế mạc hội thao giao lưu văn nghệ năm 2015. Tham gia hội thao giao lưu văn nghệ lần này có hơn 350 vận động viên, diễn viên đến từ 9 đơn vị trong khối thi đua các ngành kinh tế kỹ thuật tỉnh Quảng Bình. Trong hai ngày thi đấu, các vận động viên đã cùng nhau tranh tài ở các bộ môn bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt. Cùng với việc tổ chức hội thao, khối thi đua các ngành kinh tế kỹ thuật cũng đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với 18 tiết mục đặc sắc. Hội thao không chỉ là dịp để cán bộ viên chức và người lao động trong khối gặp gỡ, giao lưu, mà còn là cơ hội để các vận động viên luyện tập thi đấu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện thể lực, đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong các đơn vị, từng bước xã hội hóa phong trào thể dục thể thao, góp phần xây dựng đơn vị và doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình, giải nhì cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình và giải ba cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, các vận động viên đạt thành tích cao tại các bộ môn cũng được ban tổ chức trao thưởng. Thưa quý vị và các bạn, suốt 23 năm làm công tác mặt trận, ông Hoàng Sĩ Nguyên, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố Nam Hồng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới luôn gần dân, trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả các phong trào của địa phương. Con đường đất khô ghê dài 120m, rộng chưa đầy 3m ở tổ dân phố Nam Hồng, phường Phú Hải đã được bê tông hóa giúp người dân cải thiện điều kiện đi lại. Cách đây 3 năm, khi có đề án chỉnh trang đô thị văn minh của thành phố Đồng Hới, tổ dân phố Nam Hồng là nơi đầu tiên của phường Phú Hải thực hiện thí điểm. Ban đầu, khi triển khai xây dựng, nhiều hộ dân trong khối chưa hiểu hệ chính sách thiết thực của đề án mang lại nên còn gây khó khăn cản trở trong việc thi công con đường. Bằng trách nhiệm của người cán bộ mặt trận, ông Hoàng Sĩ Nguyên đã tiến hành bàn bạc trong cấp ủy, trực tiếp đến từng hộ dân để nắm rõ tâm tư nguyện vọng cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng. Gia đình ông Võ Sinh Lừ là một trong những hộ dân tiên phong trong việc hiến đất, hiến tài sản, kêu gọi mọi người hưởng ứng việc làm đường. Nhờ có đường được bê tông hóa, bộ mặt đô thị trong khối đã khang trang, sạch đẹp. Nhiều gia đình đã mở rộng kinh doanh, buôn bán, nâng cao thu nhập. Anh Nguyên là một người rất là tốt. Cả một thời gian đã bỏ công sức, đã đi động kêu gọi và hô hào. Thì tôi thấy đó là một cán bộ rất là xuất sắc và tích cực. Là một người dân, tôi và bà con đồng tình với việc làm của anh Nguyên để mà làm được con đường bê tông này. 23 năm đảm nhận vai trò bí thư chi bộ, kiêm trưởng ban công tác mặt trận, ông Hoàng Sĩ Nguyên đã cùng với cán bộ trong tổ dân phố gần gũi người dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, thông qua các buổi họp dân để tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt cả chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt trong phong trào xóa mái tranh cho hộ nghèo, ông Nguyên đã tích cực ra soát danh sách cả hộ nghèo, cận nghèo để cùng với chính quyền địa phương và ban công tác mặt trận, ban vận động tổ dân phố lên kế hoạch giúp đỡ bằng nhiều hình thức như vận động cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo điều kiện vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay đã có 9 hộ được hưởng lợi từ phong trào xóa mái tranh cho hộ nghèo với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Quá trình làm công tác vận động thì phải nói là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng mà sau khi vận động dân thấy được cái lợi ích thì dân đã là tham gia tích cực đầy đủ và phải nói là rất là nhiệt tình. Có những cái hộ rất là tiêu biểu đã đóng góp cả công, cả tiền, rồi cả đất, hiến đất. Thì phải nói là đây là một cái mô hình mà chúng tôi làm đầu tiên từ năm 2010. Thành công thì từ đó là lấy cái mô hình này để mở rộng ra là toàn dân. Phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ cộng với dân cư. Tất cũng không những là làm đường mà kể cả các cái phong trào khác. Những năm qua, bằng sự nỗ lực và nhiệt huyết của mình, ông Hoàng Sĩ Nguyên và ban công tác mặt trận tổ dân phố Nam Hồng đã đưa các cuộc vận động và các phong trào thi đua như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Ông Nguyên cùng ban công tác mặt trận tổ dân phố vận động nhân dân đóng góp kinh phí thực hiện bê tông hóa giao thông và điện chiếu sáng kịp thời đầy đủ. Hơn 2.000 mét đường đã được bê tông hóa. Nhiều tuyến đường đã có điện chiếu sáng với tổng kinh phí đầu tư trên 3 tỷ đồng, là một minh chứng cho hiệu quả từ việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân nghiệp ra.
Trong thời gian qua, chúng tôi đánh giá rất cao về ban công tác mặt trận của tổ dân phố Nam Hồng đã thực hiện tốt cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đặc biệt nổi lên là đồng chí trưởng ban công tác mặt trận Hoàng Sĩ Nguyên đã làm tốt cái công cuộc vận động này và được nhân dân đồng tình hưởng ứng rất cao và thực hiện tốt cả cái đề án của thành phố cũng như các đề án của phường. Cụ thể là những đường bê tông giao thông quy mô nhỏ hiện nay đã vận động nhân dân hiến đất rồi quyên góp tiền và đã hoàn thành cả cái tuyến đường giao thông quy mô nhỏ trên địa bàn khu dân cư. Với thành tích đạt được trong nhiều năm liền, ông Hoàng Sĩ Nguyên được cấp trên tặng nhiều giấy khen. Niềm vui lớn mà ông nhận được sau nhiều năm làm việc đó chính là những đổi thay tích cực về đời sống tinh thần vật chất của người dân trên địa bàn. Đây chính là niềm khích lệ động viên giúp ông Hoàng Sĩ Nguyên tiếp tục gắn bó với công tác mặt trận ở tổ dân phố Nam Hồng, phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Tiếp theo sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 9. Khu vực miền núi mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 26 đến 37 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 26 đến 36 độ. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 7 ngày mùng 8 tháng 9, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 25 đến 37 độ.